trực tiếp họp báo đội tuyển Việt Nam với Indonesia thay Park tự tin. Đội tuyển Việt Nam mặc áo trắng, Indonesia áo đỏ. Thưa quý vị, việc lựa chọn màu trang phục thi đấu được thông qua trong cuộc họp kỹ thuật giữa ban tổ chức giải đấu với đại diện hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam vào đầu giờ trưa ngày 14 tháng 10. Theo quy định của giải, do là chủ nhà, Indonesia được quyền ưu tiên chọn màu trang phục và đội bóng của huấn luyện viên Park Manami đã chọn trang phục áo đỏ cho trận quyết đấu. Tuyển Việt Nam vì thế sẽ mặc trang phục áo trắng. Trước thời điểm họp báo một tiếng, ban tổ chức trận đấu cùng các trọng tài và ban lãnh đạo hai đội bước vào cuộc họp kỹ thuật. Đây là buổi họp kín và phóng viên không được tác nghiệp. Được biết, bắt chính trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam vào ngày 15 tháng 10 tới là trọng tài Toki Mohamed. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng không lạ gì nhà cầm còi có quốc tịch Saudi Arabia. Ông chính là người thường xuyên có những quyết định bất lợi cho Việt Nam trong quá khứ. Cụ thể là trong trận Việt Nam đấu với Malaysia, vòng bảng AFF Cup 2018. Trong cả trận đấu đó, cầu thủ Việt Nam liên tục bị đối thủ làm Malaysia chơi xấu, thế nhưng không có những tấm thẻ xác đáng được đưa ra. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, ông Mohamed cũng bắt chính trận U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Ở trận đó, Việt Nam bị thổi phạt đền không rõ ràng và bị thua ngược 1-2 dù Quang Hải mở tỷ số trước. Vào lúc 13 giờ ngày 14 tháng 10 theo giờ Việt Nam, buổi họp báo trước trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia ở Bản Tri, vòng loại World Cup 2022 bắt đầu diễn ra. Đại diện của đội tuyển xứ Vạn Đảo tham dự buổi họp báo sẽ là huấn luyện viên trưởng Simon McManamy và một tuyển thủ Indonesia. Người dự họp báo bên phía Việt Nam sẽ là huấn luyện viên Paulser và Văn Toàn. 12 giờ 55, huấn luyện viên Park, trợ lý Lê Huy Khoa và Văn Toàn bước vào buổi họp báo. Đúng như lịch trình, buổi họp báo trước trận Indonesia với Việt Nam chính thức diễn ra, tuyển Việt Nam họp báo trước với sự tham dự của huấn luyện viên trưởng Pauzer và tiền đạo Văn Toàn. Phóng viên: Huấn luyện viên Pauzer đã chuẩn bị cho trận gặp Indonesia chưa? Ngày 10 tháng 10 vừa qua, tuyển Việt Nam đã có trận đấu khó khăn ở sân nhà trước Malaysia. Ngày 15 này, chúng tôi sẽ phải thi đấu thêm một trận nữa với Indonesia trên sân khách. Đối thủ rất mạnh, chúng tôi sẽ hết sức cẩn trọng. Mỗi đội tuyển có màu sắc khác nhau. Trong khi Malaysia xây dựng đội tuyển với nồng cốt là cầu thủ nội, Indonesia lại có phong cách khác. Họ có nhiều cầu thủ nhập tịch, khoảng 5 người. Tiền vệ Tuấn Anh cũng không có tên trong đội hình thi đấu trận ngày mai, chấn thương của cậu ấy không nặng nhưng để giữ cho cậu ấy sớm bình phục và tránh những hậu quả xấu hơn có thể xảy ra, tôi sẽ không điền tên cậu ấy tham dự trận đấu này. Phóng viên: Vậy ông đã có phương án gì để thay thế Tuấn Anh? Tuấn Anh dĩ nhiên là một cầu thủ giỏi, nhưng các tiền vệ còn lại của tôi cũng rất chất lượng, vào lúc này tôi chưa thể tiết lộ ai sẽ thay thế Tuấn Anh ở tuyến giữa, Huy Hùng, Đức Huy hay thậm chí Quế Ngọc Hải cũng có thể đảm nhận tốt vai trò của Tuấn Anh. Nói chung Việt Nam không thiếu người để thay thế, thậm chí nếu cần tôi có thể kéo Quang Hải xuống đá ở trung tuyến. Phóng viên, ông đánh giá gì về tuyển Indonesia? Tôi đã xem trận đấu gần đây giữa Thái Lan và Indonesia. Họ có 4 cầu thủ số 9, 10, 15 và 17 trên hàng công. Việt Nam sẽ phải đặc biệt để ý những cầu thủ này. Nhất là cầu thủ số 17 có khả năng đá phạt góc tốt. Hôm nay tôi biết Indonesia mới nhập tịch thêm một cầu thủ đá trung vệ. Phóng viên, Ông nghĩ gì trước tuyên bố sẽ đánh bại tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Bắc Medapi? Trước mỗi trận đấu, các đội bóng đều bày tỏ sự tự tin, huấn luyện viên đội bạn nói thế là hoàn toàn hợp lý, Indonesia là một đội tuyển mạnh, có những cầu thủ tốt, nhưng Việt Nam đã chuẩn bị để chiến thắng. Phóng viên: Tuyển Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn nào trong chuyến làm khách lần này ở Indonesia? Thi đấu Jakarta sẽ tốt hơn nhiều ở Bali, Jakarta là thủ đô nên mọi thứ cũng tốt và thuận lợi hơn, từ khách sạn tới sân tập. Trong khi đó tại Bali, mọi thứ đều khó khăn hơn một chút. Tại đây, khoảng cách giữa khách sạn đội đang ở và sân tập xa quá, hơn nữa điều kiện sân bãi thi đấu cũng không được tốt. Trước đó, UAE và Thái Lan đều thắng đậm Indonesia 5-0 và 3-0. Tuy nhiên với tôi, khi phải đá trên sân khách thì đầu tiên phải giành được chiến thắng chứ không quan tâm đến thắng ra sao với cách biệt nào. Chúng tôi sẽ phải xem xét và đánh giá kỹ càng tình trạng sân bãi, đặc biệt là mặt cỏ để các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất cho phù hợp như về giày hay trang phục thi đấu. Bên cạnh đó, Văn Toàn cũng chia sẻ, Tôi không có gì phải quá lo lắng bởi đang háo hức đến trận đấu ngày mai. Về địa điểm thi đấu, tôi không thấy sự khác biệt lắm. Dù là Bali hay Jakarta, tôi khá hài lòng về trận đấu với Malaysia và sẽ thi đấu hết mình ở cuộc đối đầu Indonesia. Họp báo tuyển Indonesia Hai người tham dự họp báo bên phía đội chủ nhà là huấn luyện viên trưởng Simon McManamy và tiền vệ Stefano Lipli Bali. Huấn luyện viên Simon McManamy Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải học hỏi cách làm bóng đá của Việt Nam. Đây là vòng loại World Cup, là sân chơi lớn nhất thế giới. Nếu bạn muốn tranh tài ở cấp độ đội tuyển quốc gia, bạn cần phải có một đội tuyển quốc gia đủ mạnh. Indonesia cần phải có một lộ trình phát triển rõ ràng, tập trung bắt đầu từ các giải đấu khu vực như AFF, sau đó mới là các giải đấu lớn hơn. Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ thêm Việt Nam đã thay đổi rất nhiều trong 3 đến 4 năm gần đây. Trước đây, hồi năm 2010, lối chơi của Việt Nam thường rất dễ đoán vì họ thường chỉ chơi một kiểu giống nhau, nhưng tất cả giờ đây đã thay đổi. Có một thực tế là tôi rất ấn tượng với sự phát triển của đội tuyển quốc gia Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Liên đoàn bóng đá Việt Nam luôn tạo những điều kiện tốt nhất cho đội tuyển quốc gia của họ. Điều này sẽ cần thời gian để thực hiện, nhưng kết quả thì ai cũng đã rõ. Việt Nam đang sở hữu một đội tuyển quốc gia xuất chúng. Cầu thủ Stefano Lipley Bali chia sẻ: Trận đấu tới sẽ thi đấu trên sân Captain Iwaya Dipta. Đây cũng có thể coi là sân nhà của tôi và tôi đã quen với việc thi đấu ở đây. Dĩ nhiên là tôi muốn ghi bàn trong trận đấu ngày mai, nhưng quan trọng nhất vẫn là kết quả chung của toàn đội. Huấn luyện viên Simon McManaby chia sẻ. Tất nhiên, tôi cũng có những hiểu biết nhất định về bóng đá Việt Nam nói chung sau khoảng thời gian làm việc ở đây. Tôi hiểu cách chơi của các cầu thủ Việt Nam, điểm mạnh và điểm yếu của họ. Tôi cũng có một thành tích khá tốt khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam, nhưng trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ rất khác. Đó vẫn là một thử thách rất khó khăn với Indonesia. Cầu thủ Stefano Pali chia sẻ, Chúng tôi mới trải qua những thất bại liên tiếp và gần đây nhất là trận thua trước đối thủ sức mạnh là OE. Trận thua OE là kết quả rất thất vọng với chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ sớm quên đi thất bại đó. Chúng tôi sẽ rút ra kinh nghiệm, tiếp tục duy trì những điều tích cực từ trận đấu đó. Huấn luyện viên Simon McManamy kết luận, thì đấu với Việt Nam là một thử thách vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ đối đầu với nó với tinh thần đoàn kết. Việt Nam đã thắng trước Malaysia ở lượt đấu trước và họ đang có tinh thần rất tốt. Chúng tôi thì mới trở về từ UAE và sẽ có những khó khăn nhất định, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giữ được sự lạc quan cũng như những động lực mạnh mẽ để có một màn trình diễn tốt nhất trước Việt Nam. Tử huyệt khiến tuyển Indonesia lo sót vỏ trước trận gặp Việt Nam Indonesia lộ tử huyệt sau 3 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 và đội chủ nhà không tránh khỏi những lo lắng trước trận gặp Việt Nam. 3 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, Indonesia sử dụng hai thủ môn. Anjitani Ahiyasa là người bắt chính trong hai trận đấu với Malaysia và Thái Lan và phải vào lưới nhặt bóng 6 lần. Đến trận gặp UAE, huấn luyện viên Simon Bachmanami quyết định thay đổi người khác lên. Theo đó, Wawan Heranwan được lựa chọn. Indonesia rất nỗ lực để cầm chân OAE trước sức ép lớn trong gần hết thời gian hiệp 1, nhưng sai lầm lại đến ở phút 41 khi qua Kwa quanh Heran quanh chọn sai vị trí, tạo cơ hội cho Khalil Ibrahim mở tỷ số trận đấu. Những phút còn lại, Indonesia sụp đổ khi hàng thủ và thủ môn qua hành Heran quanh liên tục mắc lỗi, và chung cuộc thủ thành thuộc biên chế Bali United phải vào lưới nhạc bóng thêm 4 lần nữa. Sau 3 trận, hai thủ môn của Indonesia người thủng lưới 6 lần, người thủng lưới 5 lần khiến huấn luyện viên Simon McManamy đau đầu. Huấn luyện viên thủ môn Zadwa Hermenja của Indonesia thừa nhận đội tuyển hiện chưa có thủ thành nào thay thế được Kurnia Mega. Huấn luyện viên này nói: "Ở đội tuyển hiện tại, các thủ môn chưa có ai thay thế được Mega. Kurnia Mega thi đấu cho Indonesia từ năm 2010 đến năm 2017. Anh phải nghỉ thi đấu vì chấn thương ở mắt. Đến đây, Kurnia Mega vẫn chưa thể trở lại với màu áo đội tuyển quốc gia." Từ đó đến nay, người gác đền của Indonesia luôn là tử huyệt của đội bóng xứ vàng đảo. Đây là điểm mà thầy trò các học trò của viên Bowser có thể khai thác triệt để. Chuyên gia người Anh chỉ ra điểm yếu giúp Việt Nam hạ Indonesia Nhận định về trận đấu Việt Nam với Indonesia, chuyên gia bóng đá người Anh Stavrodaby cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để giành chiến thắng. Thưa quý vị chia sẻ với riêng, ông Stavrodaby cho biết... Tuyển Việt Nam đang có sự tổ chức rất tốt, tôi nghĩ họ có thể giành được 3 điểm trước Indonesia. Trong thế bị dồn vào chân thường, tuyển Indonesia sẽ dồn toàn sức cho mặt trận tấn công. Khi ấy, thời cơ sẽ mở ra với tuyển Việt Nam qua các pha phản công. Liên tiếp nhận được những thất bại trên sân nhà có thể khiến người hâm mộ ngán ngẩm với tuyển Indonesia. Điều này sẽ trở thành lợi thế cho tuyển Việt Nam. Họ giờ không phải lo nhận được sự chào đón kém thân thiện từ những khán giả quá khích ở Bali nữa. Cũng theo chuyên gia đến từ Anh Quốc, Indonesia sở hữu một dàn cầu thủ chất lượng và một huấn luyện viên trưởng tài năng, nhưng tính tổ chức kém khiến đội bóng xứ vạn đảo đang có thành tích rất tệ hại ở vòng loại World Cup 2022. Họ toàn thua sau 3 trận đá đấu và đang xếp cuối bảng tri. Trong khi đó, Việt Nam đang đứng thứ ba sau một trận hòa và một chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam hành quân đến Bali với một chiến thắng là điều không cần bàn cãi với nhiều cổ động viên nước nhà. Với huấn luyện viên Paulser, cổ động viên Việt Nam tin vào một chiến công nữa, lần này là đã bại đối thủ khó chơi Indonesia ngay tại xứ vàng đảo. Indonesia đã được chứng minh ở đẳng cấp không tương đồng với Việt Nam khi họ toàn thua cả 3 trận đầu bảng B với Malaysia, Thái Lan và UAE. Họ đã thủng lưới số bàn thua khiến cổ động viên nhà không khỏi phẫn nộ, 11 bàn và chỉ ghi 2 bàn. Indonesia dù có đội hình nhiều cầu thủ nhập tịch và huấn luyện viên Park Manami không lạ bóng đá khu vực, nhưng cuối cùng kết cục vẫn bị đát với họ. Như phân tích của cựu trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Go Indonesia không thiếu cầu thủ giỏi và có tố chất với dân số đông bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, họ cũng chỉ mạnh khi chơi hoang dã, không có tính kỷ luật. Cựu huấn luyện viên Rikdo từng dẫn dắt cả Việt Nam và Indonesia cho biết. Tôi không hiểu nguyên nhân đằng sau sự xuống dốc của tuyển Indonesia là gì, họ không có phong độ tốt, còn tuyển Việt Nam lại chơi rất tốt, vì vậy tôi nghĩ tuyển Indonesia khó mà kiếm được điểm đầu từ đối thủ. Hãy đặt trọn niềm tin vào đội tuyển. Đó là lời nhắn nhủ của tiền đạo công phượng từ Bali, Indonesia trước trận đấu vào chiều mai vào lúc 18 giờ 30 phút, tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo, dù biết rằng đây sẽ là một cuộc đối đầu khó khăn trên sân khách thưa quý vị chiều hôm nay thầy trò huấn luyện viên pons so sẽ có buổi tập làm quen với sân vận động captain iwajan dipta địa điểm diễn ra trận đấu ngoại trừ tiền vệ tuấn anh vẫn đang tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của bác sĩ choi tất cả các cầu thủ còn lại đều đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với đội bóng xứ vạn đảo tuấn anh may mắn chưa bị tổn thương nghiêm trọng nhưng khả năng ra sân vẫn còn để ngỏ nếu tuấn anh không thể ra sân huấn luyện viên park chắc chắn đã có phương án b trong đội hình xuất phát vậy ai là người thay thế tuấn anh một tiền vệ con thoi có thể hỗ trợ công và thủ như hùng dũng đương nhiên là sự lựa chọn số một ngoài ra còn có huy hùng và đức huy chơi chắc chắn thiên về phòng ngự để bẻ gãy các đợt tấn công của đội tuyển indonesia bên cạnh đó quang hải cũng là lựa chọn tối ưu khi anh chơi biến hóa và đầy khôn ngoan trong các đợt tấn công đánh giá về trận đấu với indonesia công phượng cho biết đây là trận làm khách của đội tuyển việt nam đó cũng là một chút khó khăn nhất là khi mình cũng vừa thi đấu và di chuyển nhưng khi đã ra sân đội tuyển luôn đạt mục tiêu chiến thắng Hôm nay, ban huấn luyện đã phân tích cho toàn đội những điểm mạnh, yếu của Indonesia để có kế hoạch ở trận tới. Trước thông tin Indonesia cho gọi thêm trung vệ nhập tịch gốc Brazil Otavio Dutra, Công Phượng cho biết anh không hề e ngại cầu thủ cao 1m90 và có biệt danh gã khổng lồ này. Công Phượng khẳng định, chuyện họ dùng hậu vệ nào không quan trọng. Khi tôi chơi tốt, mọi chuyện sẽ thuận lợi. Mục tiêu của tôi là được ra sân trong trận đấu tới và chơi tốt. Với đội tuyển Việt Nam thì trận nào cũng vậy, khi đích nhắm cuối cùng là giành chiến thắng cảm ơn khán giả đã ủng hộ đội tuyển mong rằng mọi người hãy vững tin vào đội tuyển đánh giá về đối thủ này tiến dũng nói indonesia là đội bóng giàu thể lực tốt tinh thần rất cao họ là đối thủ không dễ chơi chúng ta là đội khách nên phải chuẩn bị tốt thi đấu cố gắng và tập trung tối đa việt nam vừa thắng malaysia trong khi indonesia vừa thua đậm là một thuận lợi cho chúng ta nhưng trước trận đấu thì không thể biết được điều gì nhất là khi sân nhà luôn là một lợi thế rất lớn của bất kỳ đội bóng nào Trao đổi trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia tự tin. Tôi có kỷ niệm đẹp khi dẫn dắt đội tuyển Philippines đánh bại đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2010 tại Mỹ Đình. Bóng đá cần may mắn. Tất nhiên, tôi không phải là người chỉ trông chờ vào may mắn mà cần nỗ lực trên sân. Đó là điều mà Indonesia cần phải thực hiện vào lúc này khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam, ông Park Menemi bày tỏ. Nếu thắng Indonesia, Việt Nam chắc chắn góp mặt ở nhóm hai đội đầu bảng. 7 điểm sau 3 lượt trận cũng là một lợi thế không nhỏ để Việt Nam hy vọng giành quyền vào vòng loại cuối cùng dành cho 12 đội châu Á mạnh nhất.